mọi người, mọi người đã ăn tối chưa? đợi dung một tí nhé, để dung gắn cái tai nghe vào. Ok, à, mọi người đã ăn tối chưa? Dung thì tối nay Dung không ăn gì cả vì ngày hôm nay Dung đã ăn hai buổi rồi, buổi sáng và buổi uh, uh, xế, nói chung là sau buổi uh, uh, ăn trưa chính mà thường mọi người hay ăn ấy, à, hình như là tầm 2 giờ rưỡi là Dung đã ăn xong buổi cuối cùng. À, tối nay thì Dung không ăn gì cả Và bộ đồ này thì Dung vừa mới thiền xong là Dung quay clip luôn nên là mặc cho nó thoải mái Với lại hôm nay cũng trời cũng khá là nóng với mọi người à, Mà Dung thì đang hiện tại không có bật máy lạnh à, Dung để đợi cho đến khi nào mà gần đi ngủ ấy thì Dung sẽ bật lên tầm khoảng 15 phút cho cái phòng của mình nó đủ lạnh Xong sau đó mình sẽ tắt và dung đi ngủ rồi dung sẽ mở cửa sổ phòng ra dung cũng không có phải là người thích ngủ trong phòng máy lạnh nhiều và video ngày hôm nay thì dung chia sẻ đến mọi người tại vì dung thấy mấy bạn có hỏi dung là dung có dùng mỹ phẩm hay không rồi có dùng dầu gội đầu vân vân nói chung là dùng những cái phụ nữ mình thì rất là nhiều nhiều những cái cần phải bôi lên trên người à, vân vân rất là nhiều thứ thì sẵn từ hôm nay thì dung làm một cái clip ngắn để chia sẻ đến mọi người năm thứ mà dung đã không còn làm nữa không còn dùng nữa từ khi mà dung ăn thô và có một vài thứ thì dung đã ngừng làm trước đó rồi chứ không phải đợi đến ăn thô dung mới làm và clip này thì dung không có nhằm mục đích là khuyên mọi người cũng hãy từ bỏ những cái điều này giống như dung đâu À, nhưng mà chỉ là cái góc chia sẻ để cho mọi người hiểu hơn về dung thôi và đặc biệt là khi dung chọn ăn thô vì dung thấy rất là nhiều bạn hỏi nên là sẵn tiện dung chia sẻ luôn. Và cái điều đầu tiên mà dung đã vừa ngưng không dùng nữa đó là thứ nhất là xem tivi. Thực ra thì trước khi ăn thô khi mà dung đã ngừng xem tivi từ cách đây 3 4 năm rồi mọi người. Và trong cái cái thời gian mà khi mà Dung mới vào Sài Gòn để đi học và đi làm ấy thì cách đây khoảng là hơn 20 năm trước thì Dung cũng không mình hồi đó thì nó cũng không có công nghệ giống như bây giờ đâu, cũng không có điện thoại smartphone phổ biến giống như bây giờ, chỉ có điện thoại Nokia đấy. Thì ở chỗ làm của Dung thì Dung có tới mấy cái điện thoại rồi cho nên là ai muốn gọi cho mình thì gọi qua điện thoại đến chỗ làm hồi thời đó thì dung nhớ rằng là dung cũng không có điện thoại à, cầm tay riêng cho mình à, và cái thời đó thì đi làm xong rồi về nhà thì à, thời sinh viên thì làm gì có tivi mà xem mọi người hồi thời đó rất là khó khăn à, cho mãi đến sau này cũng vậy và à, sau này có điện thoại smartphone rồi thì à, dung nghĩ rằng là cái điện thoại nó cũng có đủ thông tin gì Ở trên youtube thì mình muốn xem cũng đều có nên là từ hồi đó đến bây giờ thì hầu như là dung cũng không có xem tivi À, không có xem phim mà dung cũng không phải là một người mê phim cày phim đâu mọi người như là dung dung không dung thấy rằng là bây giờ nghĩ lại những cái khoảng thời gian đó ấy, thì dung thấy mình kể cả bây giờ phát triển lẫn hồi trước đây hơn 20 năm trước thì dung dường như dung cái cách sống của dung nó hơi đi ngược lại với thời đại một chút xíu nhưng mà hồi đó thì mình chưa thực sự hiểu rõ mình cứ nghĩ rằng là mình thấy mình hơi khác mọi người một chút mình không có chạy đua đúng là mình có đi làm mình cũng có công việc như mọi người mình đi học rồi mình cũng sống rất là hòa nhập với mọi người nhưng mà những cái việc như là công nghệ hay là điện tử các thứ thì dung hình như là dung không có đam mê không có thích à, nên là dung cũng không có xem tivi từ đó đến bây giờ luôn à, không xem phim cũng không có xem tin tức vì tin tức thì bây giờ có facebook ở trên điện thoại thì có đủ rồi đó là việc đầu tiên à, Điều thứ hai đó là Dung, dĩ nhiên khi mà ăn thô rồi thì Dung cũng đã dừng dùng mỹ phẩm luôn rồi. Và cái mà Dung hiện tại còn đang dùng một cái duy nhất đó là cái cây chì, cây chì mà Dung mua ở trong chợ ấy, người ta bán tầm khoảng 10 hay 20 ngàn một cây để kẻ chân mày hoặc là kẻ đuôi mắt một chút xíu vậy thôi. Còn ngoài ra thì cũng không có không có dùng. Mà từ trước đây ấy thì Dung cũng đã là người không có thích chăm sóc về da nhiều Chăm sóc về da mặt, da body thì có thể Dung chăm sóc nhiều hơn Bởi vì nếu mà bạn nào đã follow Dung từ trước ấy, Thì mọi người biết rằng là Dung có khoảng thời gian trước là Dung chăm sóc da nâu Bởi vì Dung nhuộm da nâu ấy Nhuộm ở đây không phải là Dung đi nhuộm ở thẩm mỹ viện đâu nha mọi người Mà Dung tắm nắng ấy nhưng mà hồi đó thì mình có bôi À, cái cái dầu bôi tắm nắng để hỗ trợ cho da nó đen nhanh hơn à, Và từ sau khi um, hơn một tháng ăn thô này Thì Dung uh, bỏ hàng mỹ phẩm luôn Thì Dung không bôi Và cái chai dầu tắm nắng thì nó vẫn còn ở đây à, Đó Và còn những loại khác Ví dụ như mỹ phẩm thì uh, Phụ nữ thì mình thì rất là nhiều đúng không mọi người Từ uh, tóc này Dầu gội ấy Thì hiện tại thì Dung có uh, Dung có cái Dung phơi cái uh, để tí hồi nội dung chụp hình lại bởi vì nó nằm ở bên ngoài phòng khách rồi à, dung phơi cái vỏ quýt hoặc là vỏ cam hoặc là vỏ bưởi ấy, mọi người khi mà dung mua về dung ăn xong dùng giữ lại cái vỏ dung phơi với nắng xin lỗi mọi người dung phơi khô xong sau đó dung để ra để dung nấu nước dung gội đầu và cái nước đó dung có thể tắm từ trên đầu xuống đến chân luôn hoặc là dung có thể nấu với xả và chanh À, vân vân, tất cả những hương liệu đó thì dung nghĩ hồi xưa ông bà mình bà ngoại bà nội mình cũng hay dùng hoặc là bồ kết để gội đầu à, hiếm lắm trường hợp mà khi mà bận quá mà không thể làm được không thể nấu được ấy thì dung mới dùng cái cái dầu gội mà mình mua trong siêu thị về cái loại dầu gội mà cũng một loại duy nhất là dung gội từ hồi đó đến bây giờ đó nhưng mà còn bình thường thì dung đó dung gội bằng những cái À, vỏ chanh vỏ bưởi vỏ cam vân vân dung nghĩ rằng là mọi người cũng biết mà à, tất cả những cái đó rất là tốt cho tóc của mình đó và bộ kết nữa à, hồi xưa thì dung nhớ rằng là bà nội dung ấy là chỉ gọi bộ kết thôi hồi thời đó là cũng có dầu gội rồi cũng có dầu gội mỹ hảo à, rồi vân vân cái tên cái tên gọi dung không biết quê của mọi người thì có loại dầu gội nào mà ở quê dung thì có mỹ mỹ hảo này à, đó và gội bà dung thì không bao giờ đụng vào những cái loại dầu gội đó đâu mà chỉ gội bột kết thôi và tóc bà thì rất là mượt đen à, còn da thì dĩ nhiên là không dùng gì cả chỉ có uh, dùng uh, rửa mặt bằng, uh, bằng nước gạo ấy nước vo gạo ấy mọi người và da của bà nội dung thì cũng khá là đẹp và không hề có lỗ chân lông cũng không hề bị mụn không hề bị tàn nhang không bị gì cả da rất là mỏng manh như là em bé vậy đó bà của dung thì thọ đến 93 tuổi đó còn những cái đồ mà như mà bôi trên mặt sửa dưỡng hay dưỡng body gì thì dung cũng đã ngưng dùng những cái sản phẩm mà trước đây dung dung hay dùng rồi à, hơn một tháng nay và cái sản phẩm để chăm sóc body về kể cả cho mặt vừa tẩy tế bào chết mà vừa dưỡng da luôn cho cả mặt và body mà kể cả là ủ tóc luôn cũng được đó là dung để dung gửi cái hình với cái video để mọi người xem ha là dung sẽ dùng dầu dừa này dầu dừa dung bỏ với trộn với lại ngũ cốc ấy bột ngũ cốc tất cả các loại hạt đó là cái loại bột mà khi dung ăn chay ấy thì dung thường hay uống ít nhất là một ngày dung phải uống hai ly ngũ cốc như thế nhưng bây giờ ăn thôi thì dung cũng đã ngưng luôn rồi và dung để cái đó cái bột ngũ cốc đấy bởi vì bộ ngũ cốc đấy thì thực ra cũng không có qua uh, rang lâu lắm đâu mọi người chỉ rang sơ qua thôi rồi uh, họ xay lên và dung đặt người quen ở ngoài quê dung làm và gửi vô đó thì uh, dung dùng cái đó dung trộn với dầu dừa này và một ít muối hồng xong sau đó là dùng tẩy tế bào chết và vừa làm sữa tắm luôn rất là sạch và da mình chắc chắn là sẽ không có bị viêm ngứa rau tắm xong thì đầu tiên thì dung sẽ tắm nước nước ấm hơi ấm ấm một chút thôi để cho cái lỗ chân lông nó hở ra à, nó giãn nở ra và bắt đầu mình à, xối nước để cho mình à, lấy đi cái bụi bẩn ấy da chết ấy xong sau đó là mình sẽ tẩy tế bào chết bằng cái hỗn hợp đó và đó là cái hỗn hợp duy nhất hiện tại và dung dùng thỉnh thoảng thì dung hay xay nước ép ấy thì dung sẽ lấy cái xác của bất kỳ các loại nước ép nào cái nào mà mọi người ăn được thì mọi người cũng sẽ bôi lên trên da được hết và dung lấy cái đó để dung bôi mặt hoặc là tẩy tế bào chết trên da và bôi từ trên mặt xuống luôn đây rất là đơn giản à, đó không có còn dùng sữa tắm À, và dĩ nhiên là cái phần mà chăm sóc bộ phận à, sinh dục ấy à, xin lỗi mọi người nhưng mà dung chỉ muốn nói thật thôi đó là à, chăm sóc cô bé thì dung cũng chỉ rửa bằng nước ấm bình thường thôi à. à vì mình cũng không có bị cái gì vấn đề gì cả nên mình cũng không có à, và dung cũng không có mua về từ trước tới giờ thì dung cũng đã ngân dùng cái à, dung dịch vệ sinh phụ nữ lâu lắm rồi à, đó chỉ đơn giản như thế thôi nhưng mà người rất là sạch và khi mọi người tắm bằng tẩy tế bào chết bằng bột ngũ cốc thì uh, nó thơm cái tắm xong thì dội lại bằng nước lạnh bình thường thôi và cơ thể nó thơm cái mùi ngũ cốc rang lên đấy mọi người và mùi dầu dừa ôi cảm thấy rất là mà da khá là khá là mịn mặc dù dung đi nắng cũng hơi nhiều đấy và cũng không cần phải bôi bởi vì nếu mà mọi người chưa quen á khi mọi người ngưng các cái sản phẩm dưỡng ẩm da thì mọi người bôi dầu dừa hoặc là dầu ô liu thì nó đỡ uh, rít nhờn rít hơn nhưng mà nó cũng sẽ bị rít với đặc biệt là thời tiết ở sài gòn thì khá là nóng đó um, chỉ vậy thôi còn dầu dừa thì nó cũng rít hơn nữa đó cho nên là dung chỉ uh, dùng cái sản phẩm đó để chăm sóc da hiện tại bây giờ <laughs> đó là uh, muối hồng này ngũ cốc này bột ngũ cốc và à, dầu dừa đó, rồi kem đánh răng thì như mọi người xem ở video trước thì dung đánh răng bằng muối hồng, à, bằng dầu dừa và thỉnh thoảng thì dung sẽ đánh bằng à, bột nghệ đó, à, vậy thôi. Còn đôi khi thì chỉ đánh muối hồng không thôi, à, đơn giản và từ ngày mà đánh răng bằng muối ấy, thì cái việc mà chảy máu chân răng nó không còn nữa sau khi một tuần đánh răng bằng mũi hồng thì dung thấy là là cái miệng dung nó không có mỗi lần đánh ra nó hơi có một chút xíu máu ấy, mọi người bây giờ thì không có nữa à, đó là điều thứ hai mà dung đã ngưng không làm rồi đúng không à, điều thứ ba đó là dung không có ngủ trên <laughs> trên à, giường nệm để bây giờ dung sẽ <laughs> cho mọi người xem à, cái giường của dung nó như thế nào ha đấy mọi người thấy không đây là cái giường ngủ của dung đây nhưng mà dung sẽ dùng cái tấm nệm này này tối ấy, thì dung sẽ <laughs> trải xuống dưới này nè mọi người đó, dung trải xuống dưới đất đây là cái thảm tập yoga của dung mọi người hay thấy á à, rồi sau đó dung ngủ dưới đất này thôi và dung đã ngủ như vậy từ rất là lâu rồi mặc dù là vẫn có chăn êm nệm ấm nhưng mà không hề ngủ ở trên đây một tí nào cả. À, điều thứ tư là, à, dung nghĩ là à, dùng điều hòa. À, điều hòa thì à, dùng hầu như, như như lúc nãy dung nói á, là trừ khi đêm nào mà nóng quá, bởi vì thực ra là từ trước tới giờ là dung chưa bao giờ thích môi trường máy lạnh hết đấy, mọi người. Đi vào quán cà phê. Um, đi chơi với bạn bè hay ở đâu đó thì uh, bởi vì là đi theo bạn bè thì là số đông thì dung không có muốn mình khó khăn về nhà mình thì mình uh, nghiêm khắc với mình không sao nhưng mà khi đi chơi với bạn bè thì mình chiều theo nghĩa là họ uh, thích đi đâu, họ muốn ngồi ở đâu thì mình ok mình ngồi ở đó nhưng mà dĩ nhiên trong cái thời gian mà mình ngồi ở trong quán nếu mà họ chọn một cái phòng nào quá là kín mít và mấy lạnh 22 23 độ thì thực sự là dung rất là mệt đó, dung luôn luôn uh, chọn những cái nơi nào đó mà ngồi ở bên ngoài có nắng mặt trời từ trước giờ là như vậy, uh, cho nên uh, um, bây giờ có máy lạnh ở đây thì dung uh, buổi tối thì uh, dung chỉ bật lên chừng nào mà nóng lắm ấy thì dung chỉ bật lên tầm khoảng 10, 15 phút thôi, sau đó dung tắt, dung không có bật cả ngày đâu và đây là máy lạnh của dung này, <laughs> đây là cái quạt mà nó theo dung từ 3 năm nay xấy tóc cũng dùng cái này à, rồi uh, trời nóng cỡ nào dung cũng cố gắng ban ngày dung sẽ không có bật điều hòa vậy chỉ có dùng cái quạt này thôi nhưng mà không dùng điều hòa dung cũng không có mua mấy mấy quạt uh, luôn mọi người không có dùng mấy cái đó luôn và tiết kiệm cũng khá là nhiều uh, tiền điện đó uh, có lẽ mọi người sẽ thấy dung hơi kỳ nhưng mà dung thấy rằng là những cái cách mà dung đang làm ấy nó khá là tốt khi mà mình à, tiết kiệm được những cái này ấy thì mình thấy rằng là mình trân trọng hơn mình biết trân quý hơn những cái gì mà mình hiện tại à, đang có và mình không có lãng phí mặc dù mình xài điện thì mình trả à, đấy nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là à, chúng ta cứ bật 24 trên 24 và không có biết tiết kiệm rồi mình trả tiền nhưng mà nếu mà mình dùng như thế thì chẳng khác nào là mình hoang phí tiền bạc và à, sống tri túc thì nó sẽ mang lại dĩ như chúng ta không có bo mọi người bo và gọi là cái gì nhỉ keo kiệt ấy, thì là một nghĩa khác nhưng mà tri túc ở đây là với riêng bản thân mình dung có thể à, cho người khác à, một cái món quà hay là làm một cái điều gì đó đắt giá hơn là việc mình mua quà cho bản thân mình hoặc là mình làm một cái gì đó cho một ai đó cái gì đó thì mình sẽ thấy vui và ý nghĩa hơn là việc mình hoang phí à, ví dụ thay vì xài điện như thế này thì mình để dành tiền điện đó mình có thể đi ra ngoài mình giúp thêm một ai đó mình ra đường mình vô tình thấy một ai đó khó khăn à, mình dừng lại mình giúp đỡ nó hay hơn là việc à, lãng phí những cái nguồn năng lượng như thế này À, điều thứ năm đó là dung không có mua sắm bất kỳ một cái gì à, liên quan đến à, da của các loài động vật à, ví dụ như túi sách này giày à, da giỏ da dép da ví da vân vân rất là nhiều à, các đồ à, trang trí à, trang sức hoặc là các cái phụ kiện làm bằng da thì à, dung sẽ không mua à, cũng may là từ trước giờ hầu như là dung tại vì giỏ da nó rất là mất tiền mà dung thì dung cứ thấy nó như thế nào dung thấy từ trước giờ thì mình không thấy mình phù hợp với cái việc dùng những cái đồ đắt tiền như thế bởi vì mình cũng sinh ra trong một gia đình khá là bình thường tầm tầm trung với tầm thấp luôn ấy so với cái cái xã hội hiện tại bây giờ nên là dung thấy rằng dùng những cái gì đơn giản là nó phù hợp với mình nhất và nói nói thật ra thì nếu mà cũng cũng không có cái điều kiện hồi trước để mua nên dung uh, uh, tự nói với mình đấy là mình uh, mua sắm hay bất kỳ một cái gì đó thì uh, thứ nhất là mình cố gắng tiết kiệm là đúng rồi nhưng mà dung sẽ không có mua những cái sản phẩm gì liên quan đến cái việc uh, được làm từ uh, da của các loài động vật thì dung sẽ không có mua nữa đó và luôn luôn phải tự nhắc nhở mình như thế uh, thì ngày nào mình cũng nhớ như vậy thì khi mà cái uh, sở thích của mình nó trỗi dậy thì mình biết như thế nào để mình kiềm chế nó lại mặc dù dung thì cũng không có đam mê về giỏ sách hay là dùng những cái hàng hiệu đồ hiệu đắt tiền à, hầu như là không có khái niệm về cái đó luôn vì mình thấy mình không có hợp và thứ hai nữa là mình cũng không có nhu cầu à, đó rồi à, đó là năm cái điều cơ bản mà hiện tại mai mốt lỡ mà dung sẽ có thể nghĩ ra thêm nhiều điều thì dung sẽ chia sẻ với mọi người hơn À, nhưng mà hiện tại thì năm điều mà dung đã dừng không làm từ khi mà dung ăn thô về cái cả trước đó à, và để dung bổ sung thêm mà dung nghĩ rằng là cũng có nhiều bạn thắc mắc là à, nếu mà khi không dùng mỹ phẩm không à, mỹ phẩm thì à, dung, dung nói nói chung là nó bao gồm cả bột giặt mà bột giặt thì hiện tại thì dung vẫn còn bởi vì dung cũng chưa có tìm ra một cái nguyên liệu tự nhiên nào để thay thế cho bột giặt với lại do mình cũng không có cái thời gian để mà mình phải ngồi mình giặt từng bộ bằng tay rồi bằng nước nóng như vậy ấy mọi người thì nên là hiện tại thì dung vẫn còn giờ dùng bột giặt nhưng mà cái việc mà dùng dùng cái gì nhỉ cái nước xả vải ấy, thì dung thấy nước xả vải cũng là một trong những cái lý do mà làm cho à, bởi vì khi mọi người giặt thì mọi người hay giặt đồ lót chung dung không biết mọi người như thế nào nhưng mà thường thì dung không có giặt đồ lót chung với đồ bình thường mỗi khi tắm xong thì dung sẽ giặt đồ lót bằng nước ấm xong sau đó à, dĩ nhiên là hồi đó mình cũng giặt bằng xà bông xong rồi dung phơi lên à, riêng ra chứ dung không có giặt đồ lót chung với đồ giặt bình thường vì mặc dù mình ở một mình và mình không có giặt chung đồ với ai cả mà dung luôn luôn giặt đồ lót riêng và tắm xong là giặt phơi lên luôn à, đó thì dung nghĩ rằng là cái bây giờ nghĩ lại cái khoảng thời gian trong quá khứ dung nghĩ cái việc mà À, dùng cái cái nước xả vải để cho thơm đồ ấy. đó là hóa chất nên là nó nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra những cái bệnh về da về đặc biệt là bệnh về đường uh, viêm ngứa âm đạo và đây, dung nghĩ là như vậy, dung chỉ đó là cái, cái 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 suy luận của dung thôi nhé mọi người chứ không phải là dung nói rằng là chắc chắn như vậy đâu. Bởi vì dung nhớ lại trong cái khoảng thời gian trước ấy, khi mà dung dùng cũng khá là nhiều nước xả vải thì dung thấy là như vậy mà từ ngày dung ngưng cũng cả hơn hai à, năm nay gần hai năm nay rồi thì à, rất là ổn chỉ giặt bột giặt ô mô thôi à, giặt xong phơi nắng bình thường và quần áo nó khô nó chỉ có cái mùi thơm bột giặt ô mô bình thường thôi rồi phơi nắng thì nó khô nó rất là dễ chịu cũng không có mùi hôi gì cả đó rồi thêm nữa là à, cái gì nhỉ nước rửa chén thì bây giờ dung ăn thô thì à, À, dung đâu có cần phải rửa cái gì đâu <laughs> ăn xong là tráng cái đĩa trái cây tráng cái đĩa nó dính một ít là tráng xong rồi ướp lên mình cũng sống một mình nên khá là đơn giản đó à, rồi à, có bạn cũng sẽ thắc mắc là nếu vậy thì cái việc mà đi vệ sinh ấy, đi nặng ấy mọi người thì mọi người rửa bằng cái gì à, thú thật là khi mà đi vệ sinh ấy thì hiện tại thì dung đang tìm một cái sản phẩm mà À, dung nghĩ rằng là mọi người có thể tìm mua cái sản phẩm mà xà bông cục bằng uh, thảo dược ấy uh, làm uh, con làm bằng thủ công ấy uh, ví dụ như là xà bông khổ qua nè uh, dung đã tìm thấy cái nơi để mua rồi uh, nhưng mà mình chưa từng dùng nên mình không biết nó như thế nào đó và uh, xà bông khổ qua này hoặc là các cái loại lá tí tô rồi họ làm xà bông để họ À, bán đấy sao bông thảo dược thì nó sẽ an toàn hơn nhưng mà sẽ cũng có rất là nhiều nơi người ta bán không có chất lượng thì mọi người cần phải tìm hiểu à, kỹ hơn và xem cái review cho thật là kỹ à, rồi mới hãy quyết định mua hoặc là mua thử về nếu thấy không tốt thì lần sau mình không mua nữa mình mua chỗ khác đấy thì à, dung nghĩ rằng là xà bông cục thì chắc cũng khó để cho mọi người có thể à, tự à, vì mình mọi người mình cũng không có thời gian để mà làm tẩn mẫn từng chi tiết một như thế nên mình phải tự làm những cái sản phẩm để tự chăm sóc cho mình thì riêng về cái phần uh, đi đi nặng khi mà mọi người vệ sinh thì dung nghĩ mình cũng có rất là nhiều cái sản phẩm mà uh, người ta bán ở trên thị trường cũng rất là an toàn xe uh, bóng cục ấy thì mình mua về mình dùng cũng khá là tốt uh, đấy uh, chỉ vậy thôi uh, <laughs> đó là năm điều cơ bản mà dung uh, đã ngưng từ à, một hơn một tháng đây về kể cả là đã lâu lắm rồi. À, và dung mọi người biết không khi mà dung à, ngừng à, dùng những cái à, sản phẩm như thế thứ nhất là rồi kể cả ăn thô nữa thì dung thấy rằng là mình tiết kiệm được khá là nhiều hàng tháng không có phải nấu nướng gì nhiều nên là tiền điện à, à, có khi giảm hơn một nửa luôn à, rồi à, nhiều thứ khác nữa mà có một điều lạ kỳ là và dung thực ra là không phải trước đây không phải là một người biết tiết kiệm đâu mọi người mặc dù dung không có xài hoang phí đâu à, nhưng mà dung hay xài tiền cho người khác nhiều hơn là cho bản thân mình à, dung hay mua cái này cái kia cho người này người kia hoặc là đôi khi mình à, mình thì cũng không có mua sắm gì nhiều đâu mà dung tự thấy rằng là mình hơi 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 phóng túng trong cái vấn đề tiền bạc ấy nhưng mà khoảng à, Đặc biệt là từ mùa dịch trước đến bây giờ Khoảng gần hơn 2 năm trở lại đây Thì Dung bắt đầu hiểu ra Thì Dung ngộ ra được nhiều điều lắm Thức tỉnh nhiều điều lắm Và Dung hiểu được, Dung có thể giải thích được Những cái lý do vì sao mình gặp những cái biến cố này, biến cố kia Dung biết rằng là do mình sống chưa có biết tiết kiệm Chưa có sống một cách tri túc Trong nhà Phật thì tri túc là cần kiệm mới tiết kiệm với mọi người À, tiết kiệm khác với keo kiệt nha mọi người à, Tại vì trong đạo Phật mà à, Đức Phật nói ôm giữ của cải cũng là một điều không có tốt Sống ích kỷ cũng là không có tốt Có là phải chia, phải chia sẻ, phải chia sớt đi Nhưng mà mình mình cần phải tiết kiệm à, Mình phải giữ cái của cải mà mình làm ra một cách đúng mực Đó thì à, nó sẽ rất là tốt à, đó nên là dung học được cái cách tiết kiệm trong cái <laughs> hai đợt dịch trong hai năm vừa qua và dung thấy có nhiều điều rất là hay mà bây giờ dung không biết nói như thế nào cái cảm xúc của mình cho mọi người hiểu hết đấy nhưng mà có những cái điều khó giải thích lắm khó nói bằng lời được lắm nhưng mà à, khi mà mình sống tiết kiệm này mình biết quay trở về bên trong rồi mình biết yêu quý cái thân thể cái cuộc sống này hơn mình sống hạnh phúc an yên À, chúng ta không cần phải la thật to <laughs> khi mà mình hạnh phúc mình không cần phải la thật to mình nói với mọi người là mình hạnh phúc đâu cũng không cần phải khóc lóc để than khổ gì cả à, cái niềm hạnh phúc đó nó đến một cách rất là nhẹ nhàng à, bình an mọi người có cảm 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 thấy nó chảy giống như cái dòng suối à, nhỏ vậy đó nó chảy ở trong cơ thể của mình một cách rất là nhẹ nhàng và an yên thì mình tự mình cảm nhận thôi đôi khi mình cứ bâng quơ nghĩa là cái 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 mút của mình lúc nào nó cũng đều đều êm ả như vậy nè nó rất ít khi lên quá cao hoặc là xuống quá thấp à, thì cũng nghĩ rằng là mọi người cố gắng giữ cái tâm trạng mình như vậy thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe về tinh thần cũng giống như thể chất của mình về lâu về dài đừng quá hạnh phúc mà cũng đừng quá khổ đau bởi vì hạnh phúc và khổ đau nó luôn luôn song hành nó luôn tồn tại À, giống như hai mặt của một vấn đề nó luôn ở đó Có hạnh phúc sẽ có khổ đau và ngược lại Nên không có lý do gì mà khi nó đến thì chúng ta à, buồn quá Hoặc là khi nó đi thì chúng ta hạnh phúc quá Nói chung là à, điều gì đến mình cũng đón nhận một cách bình thường như vậy Và Dung thấy rằng khi mà Dung bắt đầu tiết kiệm và ngưng làm những điều đó Thì có những cái điều may mắn khác nó đến với mình À, nhưng mà điều may mắn nhất đó là mình thấy mình rất là sống đơn giản à, bình yên hơn dung là một người cũng rất là thích thời trang đó mọi người thích lắm à, nhưng mà những cái quần áo mà dung mật thì khi dung mua sắm dung cũng rất là cẩn trọng nghĩa là à, mình cũng rất là dè chừng và không phải dè chừng nữa nhưng mà mình mua mình cũng À, chọn một cái nơi nào đó mà cái cái quần cái đầu tiên là chất liệu trước nó phải làm cho mình thoải mái cái thứ hai nữa là giá tiền hợp lý cho nên thực ra thấy dung à, có rất là nhiều người bạn người ta thấy dung có mỗi lần đi gặp thì mình mặc một đồ đồ khác nhau nhưng mà thực ra đồ của dung mặc đấy rẻ gấp mấy lần đồ của họ mặc bởi vì họ mặc đồ hiệu rồi à, mua đồ thương hiệu rất là đắt tiền nhưng mà những cái đấy thì nó không có hợp với dung khi mình mặc vào cái quần áo ấy mọi người đôi khi bạn chỉ cần cái thần thái có một cái dáng vóc nó thon gọn một chút xíu thì kể cả mọi người mặc một bộ một đồ ngủ bình thường một bộ đồ ở ngoài chợ mua mấy chục nghìn thôi mà nó cũng sẽ trông rất là uh, uh, ok nhưng mà cái quan trọng là do cái mắt thẩm mỹ của mỗi người thôi còn có đôi khi mà bạn phối một cái bộ đồ cái cả trăm triệu hoặc là mấy chục triệu vài triệu lên người mà nó không phù hợp với cái dáng vóc của mình Thì trong nó cũng không có cái Đó là tùy mỗi người thôi Nếu mà mọi người thấy hạnh phúc với cái style của mình Thì không sao cả Đó là Dung chỉ, chỉ nói chia sẻ với mọi người cho vui thôi Chứ Dung không có ý là uh, Chê mọi người không có style hay gì cả Nhưng mà Dung nghĩ rằng là cái giá trị của một cái bộ đồ nó không nói lên được cái giá trị của con người cái 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 cái, cái tiền mình bỏ ra để mua đồ nó không có nói lên được cái giá trị mà chúng ta cũng chẳng cần phải sống để thể hiện cái giá trị của mình cho ai cả à, điều quan trọng nhất là chúng ta biết mình à, hạnh phúc với những điều mình lựa chọn những điều mình làm và mình phải thực sự là hạnh phúc thực sự nha mọi người chứ không phải là giả vờ hạnh phúc hoặc là cố gắng để cho mình hạnh phúc là một cái điều rất là nguy hiểm thì à, đó chỉ đơn giản như vậy thôi và Dung nghĩ rằng là Dung sẽ dừng video clip tại đây Và chúc cho mọi người một buổi tối thật là vui à, Nếu mà mọi người có điều gì hay hay à, Tương tự với cái nội dung mà Dung đang chia sẻ Thì mọi người có thể comment ở dưới cho Dung biết nữa nha à, Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và bây giờ chào tạm biệt Hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo Bye